Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Sau khi Phong rời khỏi nhà, chị hãy chuẩn bị đến chỗ hẹn. Tiên sẽ đến đón chị. Tuyệt đối không để Phong thấy chị. Cẩn thận chị nhé. Chị hai! Chị hai! Chị hai! Ông đồ khốn nạn! Ông trả lời đi! Tại sao ông giết cô ấy? Cậu phải hiểu hơn tôi chứ. Là một người trong nghề lâu năm, tôi cần phải đi trước một bước. Nếu cậu đã không dám làm, thì tôi sẽ cho cậu thấy cách tôi làm. Muốn thành công, phải biết hy sinh. Hy sinh cả người thân của mình. Chính cậu đã đánh mất cơ hội mà tôi đã dành cho cậu. Cậu còn dám quên lực của tôi à? Cái cách cậu làm việc, tình cảm không khiến cậu kiếm ra tiền đâu. Tất cả là tại cậu. Mọi người chết là do cậu, chứ không phải tôi. Tốt nhất là ông nên giết tôi, còn không tôi sẽ bắt ông phải trả giá. Đem nó vào trong, nhốt nó lại, tuyệt đối không để nó thoát. Thả tôi ra, thả ra. Đại ca, sao không giết nó đi? Cậu có biết là một khi còn giá trị thì ta không nên ra tay với con mồi. Alo. Cậu chuẩn bị cho chuyến hàng ngày mai như thế nào rồi? Tôi có thể thay đổi địa điểm và thời gian được không? Ý cậu là sao? Ông có chắc chắn rằng chuyến hàng này sẽ được giao thành công? Đến bây giờ tôi cần cậu dạy nữa sao? Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. Cậu không phải lo. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của cậu. Đem lô hàng đến đúng thời gian và địa điểm cho tôi. Tôi hy vọng ông sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Đại ca, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Được rồi. Thằng Nam, về canh chừng Khải Phong. Không có lệnh của tao, tuyệt đối không ra ngoài. Gọi các anh em còn lại, theo tao. Chị hai, là em không tốt. Là em không nghe lời của chị. Vậy chị đang ở đâu? Em thực sự rất lo cho chị. Em có chuyện gì giấu gì không? Phong, chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả? Vậy số tiền trong tủ là sao? Ở đâu ra mà em có số tiền lớn như vậy? Em nói dối chị phải không? Phong! Em không nói nữa, chị đi ngủ em... đi. Tất cả là do em không tốt. Em mong chị được bình an. Về nơi đâu để ta thấy yên bình. Không buồn trên. Anh có biết là em sợ nhất điều gì không? Và cuối cùng mẹ tin tưởng cũng làm bao nhiêu chuyện xấu sau lưng em. Và cho đến bây giờ,
Sự tin tưởng đó em dành cho anh cũng mất đi rồi. Xin cho tôi quên hết tháng ngày. Nếu như cuộc sống bắt em phải lựa chọn giữa anh hai, người mà em yêu thương, và sự nghiệp của em, thì đó quả là một quyết định khó khăn cho em. Em chấp nhận mất hết tất cả. Anh bắn em đi. Thiên ơi, anh xin lỗi. Anh ước gì lúc này anh biết mình phải làm gì để mọi thứ được tốt hơn. Là anh nợ em lời xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả mọi thứ. Con tim anh muốn dừng lại, nhưng lý trí anh lại không cho phép. Về nơi đâu để ta thấy yên bình, không bon chen giữa dòng đời đổi thay. Để ta thấy ánh mặt trời còn đây. Khi đến cứu Khải Phong, thì nhất định phải tìm được cái bút ghi âm đó và giúp ân giao nó cho công an. Anh Phong! Ủa sao hai đứa lại ở đây? Chị Ân kêu tụi em tới cứu anh. Khốn nạn! Hai đứa cẩn thận! Thiên Ngân đâu? Sao? Sao rồi đấy? Bình, em có sao không? Em chịu không nổi nữa. Nhanh lên Tiên, nhanh lên. Phong đưa Timmy cấp cứu nha. Tiên, không kịp nữa rồi. Tiên Anh. Thiên Ân sao? Tiên Anh. Phong đi giúp Tiên Anh và em đi. Đây là cơ hội cuối cùng để Phong sửa sai. Như vậy là sao? Chị Ân chưa chết. Nên qua lúc bị bắn, chị Ân đã mặc áo chống đạn. Trước đó chị Ân và chị Tiên đã có kế hoạch trước với nhau. Sau khi phát hiện ra tất cả mọi chuyện, Tiên Anh đã tới tìm Tiên và nhận giúp đỡ. Cô ấy thực sự rất là đau khổ. Vì cả Phong và anh Phú là hai người cô ấy rất là yêu thương. Cô ấy hy vọng rằng sau cái chết mà cô ấy đã giành được, Phong sẽ hối hận. Và cũng vì sự an toàn của Phong nữa. Phong ơi, giúp cô ấy đi. Vì đây là công việc của anh rất là yêu thương. Phong sai rồi. Phong hiểu tất cả rồi. Nhờ Phong nhận với Thiên Anh, Thiên thực sự rất là vui khi được làm bạn với cô ấy. Cả cuộc đời này, Thiên không còn điều gì để hối tiếc khi đã giúp đỡ được cô ấy nữa. Rồi còn chị Hai Phong đâu? Chị Hai Phong đâu? Đêm hôm đó,
Tôi nghĩ anh lừa được Phong ra khỏi nhà. Khiến anh đã lên kế hoạch cho chị Vi trốn ra ngoài. Và hẹn gặp Thiên. Thiên anh đã nhờ Thiên đưa chị Vi đến nơi an toàn. Nghe như mây đen phủ lối về, nghe như đêm nay. Chị Vi, chị Vi. Tim, chị Hiên ông đâu rồi? Bây giờ mình không có thời gian để nói chuyện đâu. Chị đi với em nha. Ở đây. Nhanh lên em. Xin Phong. Thiên Anh đã hy sinh quá nhiều rồi. Đừng làm tổn thương cô ấy. Phong quay đầu đi. Đừng để mắt cô ấy thêm một lần nữa. Tiên. 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 Phong xin lỗi. Thôi đi đừng khóc nữa. Mình phải đi tìm chị Thiên Ân thôi. Nhanh lên. Đi thôi. Không bỏ trên giữa dòng đời đổi thay. Để ta thấy ánh mặt trời còn đây. Không có tiền đấy cả. Đến giờ rồi, chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo. Hai đứa nghe lời anh dặn, nhớ là phải ở yên đây, không được chạy đi đâu nghe chưa? Cho tụi em đi với, tụi em muốn giúp anh và chị Ân. Em cũng muốn đi, càng đông sẽ càng tốt hơn mà. Không được, mọi thứ ở đây rất nguy hiểm, tụi em còn quá nhỏ. Để tham gia, anh đã gọi cho công an rồi, khi nào công an đến, tụi em mới được chạy ra nghe chưa? Anh đi đây. Anh Phong, anh nhất định phải quay trở về cùng với chị Ân nha. Anh hứa đi. Anh hứa với hai đứa sẽ mang chị Ân về. Hai đứa hãy yên tâm. Nhớ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải ở yên đây nghe chưa? Dạ, tụi em sẽ chờ anh và chị Ân quay về. Giờ lên. Rồi các anh. 1 2 3 giờ lên. Rồi chuẩn bị, máy chạy nha Thanh Tâm ơi. Máy chạy chưa? Máy chạy.
cho tôi quên hết tháng ngày. Nụ cười nhạt nhòa khóe mi gầy cho tôi vui như ngày thơ bé. Nghe như sương đêm rơi thật gần, nghe như mây đen phủ lối về, nghe như đêm nay đêm dài thế. Ta thấy yên bình, không bon chen giữa dòng đời đổi thay. Để ta thấy ánh mặt trời còn đây, xua tan đi mơ mê. Xin cho tôi quên hết tháng ngày. Nụ cười nhạt nhòa khóe mi gầy cho tôi vui như ngày thơ bé. Nghe như sương đêm rơi thật gần. Về nơi đâu để ta thấy yên bình, không bon chen giữa dòng đời đổi thay. Để ta thấy